大家好，đây là bài 29 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1, tương với phần tiếp theo của bài 9 quyển 1. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói đợi. Tẩn, tẩn. Hãy làm lại từ này để nói đợi chút. Tẩn tẩn, 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 tẩn tẩn. Hãy chú ý hai thanh ba đi liền nhau, thanh ở trước đổi thành thanh hai. Tẩn tẩn thành tấn tẩn. Đợi mình. Tấn wǒ. Tấn wǒ. Mình đợi bạn. Wǒ tẩn nǐ. Wǒ tẩn nǐ. Xin hãy đợi tôi. Qǐng tẩn wǒ. 请等我。